kia này. Đã hơn 2 tháng nay, khi nước giếng khoan cạn trơ đáy, gia đình bà Ri ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập phải mua nước về dùng với giá cao. Nhưng giờ thì nước cũng không có mà mua. Vì thế khi xe của đoàn kinh tế quốc phòng 778 đồn biên phòng Bù Gia Mập và xã Bù Gia Mập chở nước đến thì bà rất phấn khởi. Ở đây nghèo nước lắm. Nhà nào cũng như vậy à? Như vậy bây giờ đã có nước rồi, vui lắm rồi. Cảm ơn mẹ đứa em nha. Dù được cấp nước miễn phí, nhưng gia đình bà cũng như các hộ dân xung quanh đều sử dụng hạn chế, tiết kiệm hết mức có thể. 3-4 tháng rồi. Từ lúc tháng 11, 12 gì đó, không có nước. Người ăn còn không có, huống chi là tưới cây, các thứ. Không có nước, nên để có thể tắm giặt, thì người dân phải đi cả 5-7 cây số tìm đến những vũng nước còn sót lại ở dòng suối cạn để vét dùng tạm. Tuy nhiên, cũng chỉ là những thanh niên trai tráng mới có thể đến được những nơi này. Nước vừa cạn hết rồi, không có nước rồi. Giờ tắm dưới suối thôi, dưới cũng hết nước luôn. Tắm đỡ đỡ thôi. Là địa bàn biên giới, lại là vùng cao, nên hàng năm, nhất là vào mùa khô, thì tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt đều xảy ra. Tuy nhiên, năm nay tình hình thiếu nước gay gắt hơn rất nhiều. Không chỉ các giếng khoan bị cạn, mà cả các hồ chứa, sông suối cũng cạn kiệt. 6 tháng là chưa có mưa. Cái nguồn nước hiện nay thì các cái sông suối ao hồ hầu như đã cạn kiệt. Xã cũng đã chủ động phối hợp với các cái đơn vị đoàn kinh tế quốc phòng 78, rồi các cái đồn biên phòng Bù Gia Mập, rồi là vườn quốc gia Bù Gia Mập đến rất là xa để mà lấy nước phục vụ cho bà con nhân dân. Xã Bù Gia Mập hiện có gần 2.000 hộ, trong đó gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống còn rất nhiều khó khăn. Trước tình hình hạn hán nặng nề như hiện nay, thì việc các đơn vị chủ động cung cấp nước sạch cho người dân là việc làm rất thiết thực. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhân dân, mà còn là tình người trong gian khó.